Chào toàn thể các bác nha. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2024. Thì em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì vẫn như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau này. Giới thiệu qua cho bác tiện theo dõi nhá. Thì đây này, sẽ lên cho bác một con Echo 260 này, 2625 này. Một con Echo xanh 26 này. Mazu 26 lòng 34 này, con này lòng 34 này. Con Echo 235 lòng 32 này. Con này là con Echo 343 lòng 37 ly này, con này 37 ly to này. Con này là con Zenlot 27cc này. TU 26 này. Echo 30 này, toàn máy to hết nhá, nhiều máy to nhiều. Đấy các bác chú ý theo dõi nhá. Echo 2625 này, Honda 4 kỳ này. Echo xanh này, Estin của Đức này. Mazu 26 này. Rồi là con này là con Makita. Đấy. À, có con máy này là con máy lớn nữa này, con Tanaka to này. Con này nhờ nòng 37 ly to, nói chung là máy to. Đấy. TL 20 này, 4 thì này. Máy 4 thì Robin này. Rồi là Mazu 26 này, nói chung máy 26 nhiều đấy. Máy 4 thì nhiều đây này, 4 thì này. Đấy. 34 ly rất là nhiều nhá. Đây là 34 ly này. Con này 32 ly Echo này. Đấy, xin lấy qua nhá. Đấy. Thế tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Em sẽ test nổ từng con một để các bác nghe tiếng máy, để các bác dễ dàng mua hàng nhá. Thì mấy cái máy này thì đa số là nó toàn nổ rồi ấy. Còn lại thì còn một số thì nó vẫn chưa nổ, nhưng mà bên em bao hơi bao điện nhá. Đấy, bao hơi bao điện cho bác về tự dọn. Đấy, nói chung là mình về xúc rửa bình xăng con là chạy thôi. Đấy. Thế còn bác có thể quan sát là máy bên em thì đợt này về rất là nhiều nhá. Nói chung là đợt này rất là sẵn hàng. Đây này bác nhìn này. Đây này, kia nó kìa. Đấy. Ngoài ra thì mai sẽ khui cái lô này, cái lô máy này, cái lô máy này, này. Đây này, cái lô này là đợt trước là đặt của ông anh ở bên Long Xuyên, đấy. Long Xuyên An Giang đấy, thế là đợt đấy nó khan hàng ấy, thế là đặt này là gửi qua đường Viettel đấy. Thế còn mấy hôm nữa thì bên em lại về lô mới nhá. Nói chung hàng bên em nó liên tục ấy, nên các bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Thì bác nào làm được lô thì liên hệ bên em luôn nhá. Thì bên em ngoài cái việc bán lẻ cho các bác thì còn bán cả lô đấy nhá. Là lô bán xỉ, nói chung là xỉ và lẻ đây. Thì các bác có cái lô Echo xanh này đẹp quá này, bác nào làm cái lô này thì ok này. Gà bóp hệ rất nhiều luôn này. Toàn gà bóp hết. Và máy 34 ly rất nhiều nhá. Cái con này 34 này, con này 34 này. Đấy. Cái lô này thì nó giá thì nó cũng mềm. Nói chung là máy thì rất là đẹp và giá thì nó cũng mềm. Gà bóp hệ thì nhiều, máy đời mới. Đấy. Thì bác nào làm được thì liên hệ bên em nhá. Đấy. Thì nói chung là bên em sẽ quay cụ thể từng con một xong mà báo giá cho bác nhá, nên bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Thế còn bên em còn có cả lô Tanaka chân trống này. Đấy, con này khoảng tầm hơn chục con đấy. Chỗ này cũng phải hơn chục con Tanaka chân trống. Dòng này dùng ngon, bền ổn định. Đấy, hầu như là đủ đồ hết này. Đấy. Và ngoài ra có cả lô Tanaka chữ A này. Cái dòng này thì máy 24 lòng 33 ly rất nhiều nhá. Toàn trợ lực không. Nói chung dòng này dùng ngon ổn định nhá, mà giá thì nó cũng hợp lý. Đấy, giá hợp lý, các bác giá hợp lý mà dùng ổn định thì các bác về bán ra thì nó cũng dễ. Đấy. Đây, lô Tanaka chữ A 24 nhiều lắm. 24 trợ lực này, 24 trợ lực này, trợ lực này. 24 này. Đấy, nói chung là cái lô này giá độ vài trăm nghìn này. Đấy, bác nào làm được lô liên hệ bên em nhé, em tính giá mềm cho. Đấy. Muốn đẩy đi để bị về lô mới ấy. Đấy. Đây ngoài ra thì có cả cái lô Tanaka giật trước này, giật đằng trước này. Đấy. Nên nói chung là có xấu có đẹp lẫn lộn. Đấy, nói chung là con nào xấu thì bên em sẽ loại ra cho bác nhá. Đấy, cứ yên tâm. Con nào xấu quá thì loại cho bác về không bán được thì cũng nói chung là cũng tội các bác. Đấy, thế còn bên nào gọi là con nào đẹp xuất sắc thì bỏ vào. Đấy, nói chung về đảm bảo các bác bán được. Đấy. Thì cái lô Echo này, Echo 253 này có 4 con này. Bác nào làm thì liên hệ bên em luôn. Giá thì hạt rẻ thôi. Đấy. Ngoài ra thì có cái lô Echo trắng này. Echo trắng này đẹp mà chế ga ngang không. Echo trắng này. Đây này. Toàn chế ga ngang. Loại này thì đa số về toàn là đổ xăng đổ luôn. Vì nhìn máy rất đẹp sáng nhá. Đấy. Lô này thì giá nó hợp lý cho bác thôi. Đấy. Thì ngoài ra thì có cả lô Echo này. À quên, lô Mazu này. Mazu này là Mazu 20, 23, 24 cũng có. Đấy. 20, 24 trợ lực, không trợ lực nhiều. Đây 24 này. Trợ lực này. Đấy. Nói chung bác nào đứng lô liên hệ bên em nhá, thì bên em báo giá tốt cho. Đấy. Thế còn ngoài ra là ít máy ba lô này. Ba lô thì có Echo này. Echo đề này. Cô Bất Su này. S35 này. Đấy. Rồi là Mazu. Đấy.
Thì mai thì em sẽ khui cái lô này ra, thì nó sẽ có nhiều hàng hơn. Đấy thì bác nào cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá, thì bên em sẽ soạn cho. Đấy. Rồi ok, thì tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ cũng thế, thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Thì bác thể search trên mạng, địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi nhá. Thì chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn, chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Đây, chè chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này, bụng mọc cầu rất là ngon luôn. Đây, cánh nhỏ tăn như con ong này. Đấy. Cái chè này thì những cái cọng này là bên em sẽ loại ra hết này. Đấy. Thế này là còn phải sàng lọc kỹ càng cho bác nhá. Đấy. Chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm nhá, là đặc trưng của chè mới. Chè bên em uống sẽ là nước xanh vị thơm này. Đấy, nói chung là ngọt hậu. Đấy, lưu hương. Đấy thì nước xanh, đấy, nước trong xanh ánh vàng. Đấy. Ngọt hậu. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau nhá. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Vậy bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Thì bác nào mà mua từ 1 đến 2 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi. Thì từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 2 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 2 ký nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 1 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship nhá. Đấy. Thì bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Thế còn bác nào mua chuyên về chè nhá, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai là số chuyên về chè các bác nhá. Đấy. Thì tiện đây thì bên em cũng đang sao chè này, em thể gửi quay qua cho bác xem này. Thì ở xa xa kia là cái vườn chè các bác nhá, xa xa cái vườn chè cả. Đấy. Thì chỗ này là bên em cũng đang làm chè đây. Đây, đang làm chè đây. Đấy. Chè đây này, đây là máy vò này. Đây, chè. Đấy, hai tay từng búp một này. Nhớ là nhỏ. Đấy, đang sao chè nhá. Đấy. Nên là các bác yên tâm là mua chỗ em là được giá tại xưởng sản xuất luôn. Đấy, với thứ hai là những cái nguồn gốc chè thì nó rõ ràng. Đấy, quy trình chăm sóc thì đảm bảo cho bác về không có thuốc trừ bảo vệ thực vật, rồi là tồn dư bảo vệ thực vật là không có nhá, nên bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Để bên em kiểm soát được cái chất lượng của chè. Đấy thì bác mua thử nhá, đảm bảo các sẽ rất hài lòng đấy. Đấy thì hôm nay thì video nó đã khá là dài. Chính vì thế là có khả năng là em sẽ đi vào chi tiết luôn. Máy mới thì để mấy hôm nữa nhá. Thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này luôn để cho nó kịp thời gian đấy. Đấy. Thì mấy cái lô máy ở đây thì xuất xứ của nó thì nó đều là hàng Nhật bãi các bác nhá. Hàng Nhật bãi. Đấy. Thì máy Nhật thì hàng này thì nó đã qua sử dụng rồi nhưng mà chất lượng của nó còn rất ok nhá. Thì bên Nhật thì thường thường họ xài rất là ít. Đấy. Máy nhiều con tình trạng còn rất là mới, về là đa số nhiều con là đổ xăng đổ luôn. Đấy. Thế còn những con nào chưa lổ thì mình xúc rửa bình xăng con là chạy thôi. Đấy. Thì bác nào lấy thì bên em sẽ lắp cho đầy đủ đồ này. Tay lái, dây ga, cò ga, nói chung đầy đủ hết cho bác về sẵn là xài luôn thôi. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có những cái con là đã lổ rồi và những cái con chưa lổ. Chưa lổ thì các bác về xúc rửa bình xăng con nhá. Đấy. Thế còn trường hợp ví dụ như là bác nào mà ví dụ như là có những con nó chưa lổ mà bác thích cái con đấy mà bác không biết dọn nhá, thì bác có thể là nhờ bên em dọn nhá. Thì phí dọn sẽ là bác thêm vào 100.000 là bên em công dọn. Đấy. Và 50.000 tiền phí ship và 50.000 phụ kiện nữa. Tại vì là bên em bán cho bác là giá nó bằng với giá thợ ấy. Nó xấp xỉ bằng với giá thợ luôn. Đấy, nên là giá nó rất là rẻ. Đấy, chính vì thế là bên em chưa bao ship nhá, bác lưu ý nhá. Đấy. Thế còn phụ kiện thì mấy món sẽ bao gồm như các nơi họ bán cho bác thôi. Thì gồm có dao, dây đeo, tip bảo bút duy này, lục giác vặn ốc này, bắt cước này. Đấy, thì cũng như các nơi họ bán cho bác thôi. Đấy. Thì bác cái đấy mấy món đấy thì bác thêm vào 50.000 nhá. Đấy. Thì tí nữa thì em sẽ đi vào cụ thể luôn, thì em sẽ nhắc cho bác để bác dễ hiểu, dễ hình dung. Thế còn là lô hôm nay là lô hôm qua là lô MLO nhá. Hôm nay là lô P nhá. P phở ấy. Thì em sẽ đi vào chi tiết luôn này. Cái con đầu tiên nhá. Cái con đầu tiên này là cái con Komatsu G2KC này. Con này tình trạng nhìn máy rất đẹp nhá. Đây là bình xương zin này, trắng phau luôn bác này. Bình xương zin nó trắng phau luôn. Đấy, nhìn máy rất sáng sủa luôn. Nhưng mà không hiểu sao nó bị cứng máy nhá. Đây, về nó cứng máy này. Cứng ngắc luôn. Cứng ngắc luôn. Đấy, nhưng mà máy rất đẹp nhá. Lưu ý này. Máy rất đẹp này. Đấy, bên em chưa có, đây là bác nhìn ốc này.
À, bên em chưa có mở buji ra kiểm tra, nói chung là chưa có mở kiểm tra máy vì sao nó cứng nhá. Thì biết về nó bị cứng máy đâu. Nhưng mà con này rất đẹp nhá, nhìn này. Đẹp lắm. Đây là nhìn này. Đẹp cực kỳ luôn. Đây là kể cả cái đầu bò nó nhịn đẹp luôn. Đây này, đầu bò chống quấn cỏ mà nó còn nát êm này. Đấy. Thì cái này thì không biết là nó có bị kẹt cái gì không. Nhưng mà loại con này nhìn đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Nhìn mình sang trắng phau này, mình sang zin nhá. Nói chung nhìn con máy liền nạc đẹp lắm. Đây này. Đấy, thấy không? Thì cái con này em bán hên xui cho bác nhá. Đấy. Thì cái con này là cái con P1 nhá, P phở này. P1 này đẹp này. Đấy là sao đẹp thế nhỉ? Không biết sao cứng máy. Thì con này em tính cho bác con này 500 nhá. Bán hên xui cho bác vì con này rất đẹp đấy. Hên xui. Con này nhìn đẹp. Rất ok. Đấy. 500. Tiếp theo nhá. À, tiếp theo có cái con này ngon này. Cái con này ngon là cái con Tanaka đen 24cc. Con này 24 này. Nòng như 33 ly. Con này bình xăng trên này. Nhìn nó còn mới chát luôn, nhìn ốc này. Mới lắm. Nhưng cái con này về nó bị bể bình xăng lớn này. Bể bình xăng lớn này. Đấy. Thì cái bình xăng trên này thì bác cứ kiếm cái bình con nào dạng ngang ngang này bác chế vào là được nhá. Nói chung con này nhìn đẹp lắm. Đây này. Con này tum rời này bác này. Tum rời 4 ốc chốt nhá. Đấy. Dòng này nổ ra siêu bốc luôn. Ngon cực kỳ luôn. Nhìn cái cần nó cũng đẹp luôn. Đây này. Đấy, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ cho bác nhá. Con này hơi chắc lắm. Đấy. Hơi chắc cực kỳ nhá. Đấy. Đây, đây là trắng tinh này. Đấy. Đấy. Con này máy 24 mà lòng như là nó 32 ly đấy. 32 ly mà dòng này nó bình xăng trên nó rất khỏe nhá. Đấy. Con này thì bác về thêm bình xăng lớn vào nhá. Hơi này, hơi. Máy ngon lắm. Đấy. Con này là con P2 nhá. Con này em tính cho bác con này tính cho 600k. Máy 24cc tung rời luôn. Đấy. Ok này. Thế các bác phải tự dọn nhá. Đấy. Tiếp theo này, đây là có hai cái con máy cho bác đấy này. Tiếp theo này. Tiếp theo em có mấy cái máy này là nổ ok ngon lành hết rồi. Đây bác nào mà muốn máy dọn sẵn thì lấy mấy con này nhá. Cái con này là con QZ này. 26 25, con này nòng 34. 26 25 nòng 34 đi tum nhôm. Đấy. Bác nào lấy máy em vệ sinh sạch sẽ cho nhá. Đấy, vệ sinh sạch sẽ cho. Cái này là mới có làm lục thôi, chưa có vệ sinh. Đấy, đây nhìn đẹp lắm, tay gà bóp hệ luôn. Đấy, hệ luôn. Đấy. Nói chung máy nhìn liền lạc đẹp nhá. Cái dòng này gọi là dòng Echo đời mới đấy, QZ đấy. Đời mới. Trợ lực luôn nhá, trợ lực này. Đấy. Nòng 34. Đổ giòn á. Nè. Đổ giòn á. Đấy. Ta ga bóp hẹ luôn nhá. Đấy, trợ lực luôn. Đấy, ok này lại này. Đấy, quá ngon nhá. Đấy, sướng lắm. Rồi, ok. Con này mới này, mới. Thì con này là con B3 nhá. B3 con này mới 90%. Con này em tính cho bác như con này tính cho 1 triệu tính cho 1,3 triệu nhá. Đấy, thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship này và 50.000 phụ kiện nhá. Tổng về đến nhà 1,4 triệu. Đấy. Phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tim mở buji, một cái lúc giác vận ốc này, bắt cước này. Đấy, cũng như các nơi họ bán cho bác thôi. Đấy. Ok nhá. Đấy. Thì các trường hợp bác nào mà có phụ kiện rồi thì bác chỉ cần thêm 50.000 phí ship thôi nhá. Là ok. Đấy, thì con này là 1,3 triệu. Rồi, tiếp theo đây. Đấy, tiếp theo em có cái con này là con Echo xanh đời mới đây này. Con này cũng là Echo nhá. Echo xanh đời mới này. Dòng này thì nó mới tầm 90%. Con này đẹp lắm. Đây nhá, cái này thì bên em chưa có rửa riếc gì đâu nhá. Đấy, bác nào lấy thì mai mới rửa thôi. Cái con này tình trạng của nó là về là đổ xăng nổ luôn này. Nhưng mà hàng bãi mới về là mà thấy vú bơm chưa rách thì bên em đổ thử xăng vào thì nó nổ luôn. Đấy. Nó là như thế. Thì con này là máy Echo xanh 24cc nòng 34 nhá. Con này như là nòng 34 ly phải này. Hình như là dòng này mấy dòng này 24 nòng 34 cả. Gà bóp hệ luôn này. Ngon quá này. Gà bóp hệ. Đấy. Nó nhìn đẹp. Thì nói chung nó nổ luôn đấy. Đây này, quay cho các xem. U con dây giật trắng tinh này bác này. Thấy không? Con này đẹp quá này. Đấy nhá, chưa có rửa riếc gì đâu nhá. Không nữa các bác lại bảo rửa dây. Đấy, đẹp lắm.
đây bơm xăng này, bơm xăng. Đấy, nó le lên này. Đấy, đủ rõ lắm. Đấy, cái con này nó hơi bị cái bitum này, mai bên em cho thợ xử lý cho bác ngon cho êm nhá. Đấy, hơi bị bitum tí. Con này đẹp quá, dây giật trắng quá này. Ui, mấy ngon lắm. Đấy, mai em xử lý cho bác cái chỗ này nhá, bên em xử lý cho. Thì các bác về sẵn là xài luôn thôi. Thì con này là 24cc nòng 34 nhá, nó khá là ok đấy. Con B4 này, mới lắm này. Này B4 mới lắm, B4. Con này em tính cho bác, con này tính cho triệu nhá. Triệu là mai xử lý cho bác ngon lành ấy. Thì bác về sẵn là xài thôi. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện nhá. Tổng về nhà triệu mốt. Đấy, con này mới lắm, 90%. Đây giờ trắng nõn này. Đây này. Rồi, ok. Tiếp theo nhá. Đây, tiếp theo là nhiều bác điện về hỏi xem là có Mazu không? Mazu Yama ấy. Thì nhiều bác hỏi quá nên là bên em mới nên cho bác cái lô mấy con Mazu nhá. Thì con này là Mazu 26 nòng 34. KC26 này, nòng 34 nhá, nòng 34 ly ấy. Thì cái con này tình trạng của nó về là đổ xăng thì lổ luôn, đổ xăng lổ luôn. Thì bác nào lấy thì mai bên em vệ sinh xà bông sạch sẽ cho. Nó nhìn nó sạch ngay. Đấy. Đây, thì con này thì là nguyên bản này, nguyên bản 100% luôn. Đấy, rửa lên là đẹp nhá. Mấy con này rửa lên là đẹp này, tay lái zin này. Đấy, zin luôn. Đấy. Thì mấy cái thằng Mazu này thì nó rất là dễ dùng, dễ xài nhá, mà độ bền nó rất là cao. Thứ hai là trong lốc máy là có đóng mic Zitaban luôn. Cho bác dễ dàng cho bác sư không sợ hàng giả nhá. Lưu ý. Thì con này thì nó nổ rất ngon lành luôn. Con này hơi ngon lắm. Đấy, 26 nòng 34 hơi. Đấy. Đấy. Này đổ ngon này, sướng này. Sướng nhá. Con này ok, quá ngon cho bác luôn. Đấy, Mazu. Con P5. P5 nha, mai bác là lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho. Con này em tính cho bác 1.3 triệu nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà 1.4 triệu. Nòng 34. Quá ok. Rồi tiếp theo này. Đây, tiếp theo em lên cho bác một con máy thuộc dòng máy lớn nhá. Đây này. Nhiều bác hỏi máy lớn nòng 37, 38, 40 ly. Thì có cái con này này. Cái con này là cái con Echo to nhá. Echo lớn ấy. Máy là 30. Con này là Echo 343. Nòng 37 ly. 37 ly, nói chung Echo to bình xăng dưới này. Cái con này thì bên em là chưa dọn nhá, bao nhưng mà bao hơi bao điện cho bác nhá. Thì bác về lấy về thì xúc rửa bình xăng con thì đấy, thì các bác về tự dọn. Đấy, trường hợp mà bác nào mà không biết dọn con này thì cứ thêm tiền vào bên em dọn ngon lành rồi nhá. Đấy, tại vì là máy nó nhiều ấy. Thì bên em không thể làm mà biết các bác thích con nào mà dọn được. Đấy, nó cứ phải từ từ. Đấy. Đấy, ví dụ như mình thích con này thì mà không biết dọn thì cứ báo bên em dọn cho. Thì cứ thêm vào từ 100k cho đến 200k thì em dọn ngon lành cho. Đấy, còn không còn các bác về là mày mò tự dọn cũng được. Đấy. Thì con này Echo to nhá, nòng 37 ly này bác này. Đây này, 343 to quá này, đẹp. Dòng này thì dùng kiểu nói là chất cả hơn nước cất rồi, bền cực kỳ luôn. Đấy. Con này kêu zin này, các kiểu đấy. Đấy, cái cần của nó zin luôn, đầu bò zin, cần to. Đấy. Con này hơi rất dã man luôn nhá, hơi dã man luôn. Đấy, hơi chắc lắm. Đấy. Hơi chắc cực. Đấy. Đấy, bao hơi bao điện cho bác nhá. Hơi chắc, mai thêm cho bác cái tay lái nữa là ok. Đấy. Thì con này bác phải tự dọn nhá. Đấy. Con này là con B6 đây. B6. Con này tính cho 2 triệu. 2 triệu các bác phải tự dọn. Thế còn bác nào mà không biết dọn thì cứ thêm tiền với em dọn ngon lành cho. Đấy. Nhá, thêm 100k. Như con này phải, có khi là phải lên chế ga ngang ấy. Thì hai kim thì phải lên 150. Đấy, thì chọn ngon lành cho. Ok, Echo to.
máy lớn. Rồi tiếp theo này, tiếp theo em lên cho bác một con máy thuộc dòng Echo nhá, cũng là Echo này. Đây, Echo thì đợt này là nó máy vừa các bác rất là chuộng cái dòng Echo nhá, Echo QZ này. Echo QZ dòng này là dòng Echo 235 QZ SRE 2350G, dòng này VIP này. Dòng này dùng ngon lắm, sướng. Mà con này nhìn rất đẹp nhá. Bác nhìn này, tổng thể máy rất đẹp luôn. Đấy. Con này là trợ lực này, trợ lực này. Đấy. Cái dòng này đây. Ôi giời giật chắc tinh, con này giật chắc tinh luôn. Quá ngon nhá. Đấy. Con này ngon đấy. Con này nhìn sơ bộ rất ngon nhá. Đấy. Đây, máy chưa có rửa dọn gì đâu mà dây giật trắng tinh này. Đây, có nhìn này, dây giật trắng nõn luôn này. Đấy, trợ lực nhá. Đấy, sướng lắm. Con này ngon này, đảm bảo ngon cho bác nhá. Ngon tuyệt vời luôn. Đấy, bao ngon nhá. Con này là lòng 32 ly. Lòng 32 ly, 23cc. Con B7 nhá, B7, dùng QZ. Đấy, bác nào lấy cái máy rửa soạn sạch xe cho. Con này em tính cho bác như con này tính cho triệu con này tính cho triệu 250 được chưa? Triệu 250 nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi, tổng về nhà triệu 350. Đấy thì quá rẻ rồi. Máy quá đẹp. Rồi ok. B8 này. B8 em lại lên cho bác một con máy cho các bác về tự dọn nhá. Tự dọn này. Đây có cái con Mazu để cho bác về tự dọn này. Con Mazu Mazu vuông 26 lòng 34 này. Đây như hồi chiều có bác nào hỏi cái con Mazu vuông tung rời đây thì có con này nhá. Anh có thể xem qua con này. Đây cái con này là Mazu vuông, dòng này thì là dòng ngon nhất Mazu lòng 34 26cc lòng 34. Thì cái dòng Mazu vuông này là dòng xài ngon nhất trong các loại Mazu nhá. Đấy. Các bạn. Đấy. Cái con này là xài chế OneBlue 2 kim nguyên bản luôn này. OneBlue 2 kim nguyên bản luôn. Quá ngon. Đấy. Đấy, nhìn tum tiếc này. Đấy, nó trông áo đỏ au nhá. Thế bác phải rửa, xúc rửa bình xăng con là chạy thôi. Đấy, nhìn máy tổng thể rất đẹp nhá. Đấy. Giật từ hơi cho bác xem này. Hơi này. Hơi ok nhá. Đấy. Đấy. Đấy, cho chắc ăn thì mai bên em sẽ có kiểm tra bô cho bác nhá. Đấy, đã ok bác hoàn toàn yên tâm. Con này cứ bao hơi bao điện cho bác nhé. Đấy. Ok. Cứ mai kiểm tra bô biết đàng hoàng cho bác đi. Con B8 nhá. B8 thì các bác phải tự dọn này. Con này em tính cho bác như con này tính cho 1 triệu tính cho 1.4 triệu nhá. Đấy, mai sẽ kiểm bô cho. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship bác nào mà thích con này thì mà không biết dọn thì cứ thêm 100k bên em dọn cho. Là 1 triệu rưỡi. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi, tổng ở nhà 1.6 triệu. Đấy thì bác nào lấy về tự dọn thì mai em sẽ kiểm bô cho bác nhé, yên tâm. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo em lại lên cho bác một con thuộc dòng đây. Con này là VIP luôn cho bác này. Con này là con Genoat Komatsu Made in Japan 271. Con này 27cc này. Máy hình như là nòng 34. Đấy, con này xài chế hai họng tiết kiệm xăng, chế này cực kỳ ok, cực kỳ ngon luôn, ăn xăng như ngửi luôn. Đấy. Cái con này đặc điểm ăn tiền của nó nữa là cần nó dài. Đây các bạn có thể quan sát này. Con này cần dài nhá, cần dài 2 mét luôn. Đấy, các con khác thì khoảng 1.6 m nhưng con này dài 2 mét luôn. Nên là rất là sướng. Đấy, nguyên bản nó luôn, ra bóp trên thân. Đấy, ok. Thì con này thì nó lổ ngon lành rồi. Đây em quay cho bác xem. Đây. Đấy. Thôi chắc không phải ga bóp trên thân đâu mà ga an toàn thôi. Ga an toàn nhá. Đấy, cái này mình bóp đây xong mình ga này lên rồi mới lên. Đấy. Ok. Đấy. À. Để cái này ga lên một chút nhá. Con này giống kiểu bị buji bác nhá, bị bẩn buji ấy. Lúc chiều đã nổ ngon lành rồi. Chắc là bị bẩn buji thôi.
Mai kiểm tra lại ngon này em giao cho bác nhá. Thì con máy nổ ngon lắm, đanh mà. Đấy, cần buji thôi. Thì chiều thấy nổ ngon mà. Đấy, con này hơi ngon lắm. Đấy, ngày mai sẽ kiểm tra lại con này nhá. Nhưng mà bác nào lấy thì kiểm tra ngon này thì giao nhá, yên tâm. Nó nổ rồi đấy. Đấy, cái con này là 27cc Komatsu. Cần dài 2 mét. Đấy. Ok, lấy kiểm tra ngon lành thì giao đây. Con B9 nhá. B9 này. B9 này, con này tính cho bác à. Con này tính cho 1,2 triệu nhá. Đấy. 1,2 triệu thì là kiểm tra ngon lành đấy, là giao đấy. Thì bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1,3 triệu, được chưa? Đấy. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác một con máy cho bác về tự dọn nhá. Đây, à không phải tự dọn mà con này nổ luôn rồi. Con này là một con máy một dòng siêu VIP luôn. Con này là con Mitsu nhá. Mitsubishi TU26. Đấy, dòng này thì dòng siêu VIP rồi. Đấy. Con này là bình xăng còn rất trắng này. Chế thì là Wanberger 2 kim siêu VIP luôn. Wanberger ngang ngang 2 kim nhá. Đấy, tum rời luôn này bác này, tum rời luôn này. Đấy, quá ngon nhá. Đấy, cái dòng Mitsu này là sản xuất tại Nhật luôn. Đấy, thì bác biết rồi. Đấy, cái dòng mặt sắt này là rất tại Nhật luôn, ga bóp hệ luôn, quá VIP. Đấy, quá ngon nhá. Đấy. Rồi, thì con này thì nó máy rất đẹp nhá. Nguyên bản nguyên zin 100%. Đấy. Ui, con này hơi quá ngon. Đấy. Quay tiếp mù nhá. Con này hơi cao thì hơi cao. Quá ngon nhá. Bao ngon cho bác nhá. Đấy, ngon, bao ngon. Hay để găng tim hơi cao này. Đấy, đây là đang bị lên ga này, đấy bác nhìn thấy không? Đấy nhá. Đấy, và bao ngon cho bác yên tâm, không phải suy nghĩ. Con này thì quá ngon, hơi. Hơi quá tuyệt vời. Rồi. Mitsu nhá, TU26 siêu VIP. Dòng này thì siêu bền thì bác biết rồi. Dòng 34 ly gì đấy. 26cc B10. B10 nhá. Con này quá đẹp. Bác nào lấy mai vệ sinh bật xà bông sạch sẽ cho nhá. Con này tính cho 2 triệu. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Là ok. 2 triệu 1 về nhá. Ok, tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác một con máy lớn cho bác về tự dọn này. Đây. Nhờ bác hỏi máy lớn đây thì có con này đây. Con máy to. Con này là con Echo Green 30cc cơ. Nòng 36 ly thì phải. Này là 30cc thì thường là nòng 36. Đấy, 36 ly to, máy to đấy. Phát ra dao phát cước thì cực kỳ ok. Đấy, bình xăng còn trắng này. Đấy. Chế giống kiểu chế máy cưa đây. Các bác phải tự dọn con này nhá. Đấy, bên em cũng đấy, tự dọn. Nguyên bản nguyên zin này này bác về tự xử đây. Đấy, ok nhá. Đây. 30cc mất tem à? À đây nó có cái tem bên hông này này. Đây này. Đây này. Đây này. Đấy, 30 này này. 300 này, made in Japan này, thấy không? Đấy. Con này nhìn còn đẹp lắm, nốc nước còn nhìn còn sáng này, bình xăng trắng này. Đấy. Tay ga của zin nó đây. Đấy. Zin nó như này luôn. Ra thử hơi cho bác này. Hơi ok này, hơi chắc lắm. Hơi nghẹt bô này, con này nghẹt bô này. Đấy. Nghẹt bô nhá. Hơi ngon chắc đấy. Yeah. Nghẹt bô to vò làm tổ ấy. Đấy, hơi chắc. Đấy, hơi chắc lắm. Đấy. Hơi vào chắc nhá. Đấy. Con Echo to nhá, Echo to đấy. Con này là 30cc, to, nói chung máy to. Đấy, con này bác về tự dọn nhá. Thì B11 này. Con này em tính cho bác 1 triệu, tính con này 1,7 triệu nhá. Thì bác cứ thêm cho em, bác nào không biết dọn cứ thêm 100k bên em dọn ngon lành cho. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà là, nếu mà công dọn 100 là 1,8 triệu, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 1,9 triệu. Đấy, ok. Tiếp theo đây. Đấy, tiếp theo em lại lên cho bác một con, tiếp theo là một con Echo tiếp nhá. Hôm nay lên rất là nhiều Echo, tha hồ cho bác lựa chọn luôn. Thì con này nó là con Echo QZ, QZ máy Echo đời mới đấy. Con này là 26cc, nòng 34, Echo 2625G. Cái này là bẩn đấy này. Mai em cho xà bông vào sạch sẽ là
rửa đi phát là sạch sẽ luôn, tung nhôm nhá, tung nhôm này. Đấy. Đấy. Tay ga bóp hẹ cho bác luôn. Quá ngon luôn. Đấy. Thì cái mấy cái con này là rửa lên là mới chát. Các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy, 26cc nòng 34. Hôm nay lên cho bác toàn máy tô hoài nhá. Tha hồ cho bác lựa chọn. Đây, kéo này thôi. À, đây, chưa đấu dây ra. Đây. Quá ngon nhá. Ồ, quá ngon luôn. Đấy. Rồi. Quá ok nhá. Tắt máy. Đấy, con này quá ngon, xuất sắc. Rồi, quá tuyệt vời. Đấy. Thì con này em tính cho bác Echo 26 nòng 34 B12. Con này tính cho 1.3 triệu nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1.4 triệu. Đấy. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lại lên cho bác một con máy thuộc dòng máy Đức nhá. Đây. Đó, con này máy Đức cho bác này. Cho bác về tự dọn cái máy Đức này nhá. Đây. Thì con này là con S-Tin của Đức nhá. Nhắc tin đây. 21cc, con này nòng 32 ni nhá, 32 ni. Đấy, con này thì các bác nhìn nó dính sình, cái này dính sình bẩn thế này. Thế con máy của nó thì còn đẹp lắm, dây giặt trắng này. Đây này. Dây giặt chưa có rửa mà dây giặt chắc tinh, thấy không? Đấy. Hơi chắc lắm, hơi con này chắc cực kỳ luôn. Đấy. Đây. Con này đây. Đấy, cái này rửa lên là sạch. Rửa lên là sạch lắm này. Đấy. Đây, đây tay ga của nó zin đây. Đấy. Zin nó như này luôn này. Đấy. Thì con này là chế ga ngang dễ dọn nhá. Đấy. Hơi thì quá ok luôn này. Đấy, bây giờ trợ lực luôn. Đấy. Con này các bác về xúc rửa mình xong con là chạy thôi mà. Đấy nhá. Đấy, ok. S-Tin của Đức nhá. Hàng nòng 32 ni B13. B13 vẫn tự dọn nhá. B13. Con này em tính cho bác con này tính cho 750 nhá, các bác phải tự dọn 750 được chưa, tự dọn nhá. Rồi tiếp theo này, nếu bác nào không biết dọn thì cứ thêm 100k bên em dọn ngon lành cho là 850, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào, tổng nhà 950. Đấy. Ok này, tiếp theo này, tiếp theo em lên cho bác một con máy thuộc dòng Echo nhá, lại một con Echo tiếp này. Hôm nay lên rất là nhiều Echo cho bác luôn. Echo này Echo xanh nhá. Echo xanh con này nhìn đẹp quá này. Bình xăng trắng tươi này. Đấy không? Trắng dã man luôn. Màu xanh. Echo đời mới đấy. Echo xanh con này là 24cc này. 24cc như con này nòng 34 luôn. Cái này nó bẩn thế này. Rửa đây là mai sạch lắm này. Con này đảm bảo đẹp hơn lúc quay. Đấy. Là tay ga bóp hẹ cho bác luôn. Quá VIP. Đấy. Thì bác nào mà dùng gia đình thì mấy lấy mấy con này về dùng là quá ok luôn. Đấy. Thì con này thì... Con này tình trạng của nó là đổ xăng nổ luôn nhá. Đổ xăng nổ luôn này. Đây. Đây. Đây dây giặt còn trắng nõn này, trắng tươi luôn, thấy không? Đấy. Đấy, nổ luôn. Đấy. Con này mấy con này tình trạng mới đó. Đấy, mới 90% nhá. Đấy. Đấy, mấy con này mới lắm này. Mà nòng nó mày 24 nòng 34. Rồi nhá. Đấy. Thì cái ga bóp hệ máy đời mới. Con P14. P14 này đẹp quá này, P14. Con này em tính cho bác 1.000.000 bạc nhá. Con này quá ngon, mới. Bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào, tổng về nhà 1.1 triệu. Ok, tiếp theo đây. Tiếp theo em lại lên cho bác một con Honda cho bác về tự dọn nhá. Đây là nhiều bác hỏi máy 4 thì đây. Mà muốn dòng VIP thì lấy chỉ lấy dòng Honda là VIP nhất rồi, đắt nhất rồi, không còn dòng nào vượt qua nổi dòng Honda nữa rồi. Nó là dòng quá nổi tiếng rồi. Thì con này là con Honda GX25 nhá. Đấy. Made in Thái Lan, tức là sản xuất tại Thái Lan nhưng xuất sang Nhật. Đấy, nhà máy là để ở tại Thái Lan nhưng xuất sang Nhật. Nó Honda xịn nhá, như ví là Honda xịn đấy.
chứ không phải Honda tàu, lưu ý. Đây này, tem mác các kiểu đây này. Đấy. Bình xăng trắng tươi này. Bình xăng trắng tươi. Con này thì bên em chưa có đụng chạm gì đâu. Đấy, chưa đụng chạm gì nhá, Honda này. Đây, cần zin này, tay lái ga bóp hệ luôn này. Đấy, các bác nào thích về tự dọn thì tự dọn nhá. Đấy, cái con này thì có khách đặt VIP thì bên em mới dọn thôi. Chứ còn con này thì hàng này có đồng bán. Đấy, dây giật trắng tươi này, thấy không? Đấy. Đây, dây giật trắng nõn luôn này, thấy không? Ú bơm chưa rách luôn này. Con này khả năng về đổ xăng đổ luôn đây. Ú bơm chưa rách luôn. Con này đẹp đấy. Đấy. Honda 4 kỳ nhá. Hàng GX25. Hàng đẹp đấy. Xuất sắc. Đấy. Đây nhìn đẹp. Đấy, ok nhá. Đấy. Con này là con B15. B15. Hàng đẹp. Các bác về tự dọn B15 nhá. Con này tính cho bác 2 triệu 2 về tự dọn nhá. Đấy. Còn bác nào không biết dọn thì cứ thêm 100k bên em dọn cho. 2 triệu 3, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Tổng về nhà 2 triệu 4. Ok. Tiếp theo đây. Tiếp theo em lại lên cho bác một con thuộc dòng một con máy VIP đi. Đây, con này là con máy VIP đây. Hàng này là hàng sưu tầm cho bác luôn. Đây. Đây nó là một con máy to nhá. Là một con máy to. Con này là con Tanaka đen, máy to. Nòng 37 ly. 37 ly, chế xài chế ga ngang, bình xăng dưới chế ga ngang hai kim con Brazil. Đây, siêu VIP luôn. Đây này, ga ngang này. Con này là con Tanaka, tung to bố lớn này. Cần nó nhìn dã man luôn, đẹp. Đấy. Thì con này nó lại tích hợp thêm cái bánh xe này. Đây, bánh xe Tanaka 35 này, 355 này. 355 đấy, tích hợp thêm cái bánh xe đẩy cắt cho nó nhàn đấy. Nhưng mà cái đầu bò kiểu này là giống kiểu là cái này giống kiểu cắt bê tông này, bê tông nhưng mà mình có thể xoay lại nhá, mình có thể xoay lại thì nó thành cắt cỏ cũng được. Đây, nó giống kiểu là ấy thôi, cái này giống kiểu cắt bê tông thì phải. Thế nhưng mà mình có thể xoay lại cái đầu bò này thì nó thành cắt cỏ thôi nhá. Đấy, lưu ý thì bỏ cái này đi. Đấy, nó chế thì kiểu cắt bê tông. Cái này thì hoàn toàn là cắt cỏ đẩy rất ngon luôn này này. Đây này. Thì các bác nào mua cái bộ khung cắt cỏ đẩy là đắt tiền phết đấy. Đấy. Con này là 355 nhá. 35cc, lòng của nó 37 ly. Tum dời, tum lớn. Nói chung máy lớn. Bố côn 330. Đấy. Ga bóp ở đây. Đây. Đấy. Cầm như này. Đấy. Ok nhá. Bán như video cho bác nhá. Con này hơi thì thôi dã man luôn. Chế ga ngang hai kim. Hơi quá ngon luôn. Đấy. Đấy, hơi quá ngon nhá. Con này máy lớn, đây máy to đây. Đấy, ok nhá. Thì con này em tính cho bác con này là máy to đấy, xuất sắc. Con B15, B16, con này B16 đây. B16 hàng này cũng là hàng VIP đấy, B16. Con này em tính cho bác con này tính cho con này tính cho triệu 1.7 triệu nhá. 1.7 triệu. Các bác về tự dọn. Thế trường hợp bác nào không biết dọn thì cứ thêm 100k bên em dọn cho. 1.8 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà 1.9 triệu. Đấy. Ok chưa? Máy to nhá. Máy to giá cũng nói chung là mềm đấy, bình dân. Chứ nhiều con thì máy to nó phải tầm trên 2 triệu. Ok chưa? Nha. B16, B17 đây. B17 lên cho bác con này, cho bác về tự dọn nhá. Đây con này là con Makita. Makita con này 23cc này. Con này thì vỏ viết nhìn rất đẹp luôn, rất ok luôn. Mai thiếu cái nắp này mai em bổ sung cho bác nhá, cái nắp này này. Đấy, Makita. Đây. Tay lái đây, zin đây. Đấy. Rồi, con này hơi rất ngon luôn. Cái dòng này thì bao giờ nó cũng mới. Chát rồi. Hơi quá ngon. Trợ lực luôn. Đấy. 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 Rồi, con này 23cc nòng 32 nhá. 32 đi. Con này B17. Con này em tính cho bác như con này tính cho 850, các bác về tự dọn nhá. 850. Con này đẹp đấy. Tự dọn 850 B17. Thế còn chờ bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn cho. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện nữa. Ok. Tiếp theo đây. Thế tiếp theo em lên cho bác một con này là một con Echo xanh nhá.
Echo xanh. Con này máy rất là đẹp, Echo. Echo xanh con này nhìn bình xăng đẹp quá, trắng phau luôn. Hú bơm. Con này tình trạng của nó là máy là về là đổ xăng đổ luôn này, đổ xăng đổ luôn. Đây. Ô con này 26 luôn bác này. 26cc nóng 34 này. Đây, 2610 này. Đấy, con này VIP đấy. Đây gà bóp hẹ luôn này. Đấy, ok chưa? Đấy, 26cc nóng 34. Đấy, con này 26 luôn. Con máy khỏe. Ui, hơi chắc đấy. Con này ngon đấy, ngon, ok nhá. Gà bóp hẹ cho băng luôn này. Đấy, lại này. Rồi, quá ngon nhá. Rồi, con này đẹp đấy. 26cc nòng 34, máy to. Con này là con B18. B18 này. Con em tính cho bác triệu bạc nhá. 1 triệu thì bác cứ thêm cho 50.000 vì ship 50.000 phụ kiện mà. Tổng về nhà 1.1 triệu. Ok này. Tiếp theo lại lên cho bác một con về tự dọn này. Con này thì bác nào mà tự dọn con này là dùng hết ý luôn. Con này là con Tanaka đen 24cc luôn. Con này bíp 24cc nòng 30, hình như là dòng này nếu không nhầm nòng 33 ly phải. 33 ly. Nói chung là dòng này thấy nổ một dòng rất là thương hiệu nhá. Nòng tung nhôm này, tung nó to đùng luôn. Tung bền lắm. Rồi bền, Tanaka đen lùng rất bền. Cần nó cũng đen, màu đen luôn. Đấy. Trên vẫn còn một cái bát cước zin Nhật cả. Thì bác nào lấy con này về dọn là có cái bát cước đấy luôn. Thì con này nó cũng xài chế ga ngang cho bác về dễ dọn nhá. Đấy, hơi gì dã man luôn này. Hơi ngon nhá. Đấy. Hơi ngon. Đấy. Thì bác tự dọn nhá. Đấy, con này về tự dọn này, 24cc. Nòng như 33 ly tung nhôm. Đấy. Thì con này B19. B19 em tính cho bác con này là 850 nhá, bác về tự dọn nhá, 850. Đấy. Nếu bác về tự dọn, nếu có bác nào không biết dọn cứ thêm 100 cây mình dọn cho. Là 950, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Ok. Đấy. Tiếp theo nhá. Tiếp theo em lên cho bác cái con này là mấy cái con máy thuộc dòng rất là nổi tiếng luôn, đó chính là con Mitsu nhá. Mitsu này nó là cái con nó ghi là Daisin này này, Daisin ở đây nó ghi là sắp 24 này. Nhưng mà con này là Mitsu TL20 nhá. Đi ví là TL20. Mitsu TL20 tung rời luôn. Daisin của nó đấy. Đây này, màu xanh này. Phiên bản màu xanh rất là dòng này thì phiên bản màu xanh rất hiếm luôn. Đấy. Các bác nhìn thấy màu xanh này dòng hiếm lắm. Daisin. Đấy. Đây này, nó ghi là 24 gì đây này. Đấy. Đây là dòng Mitsu đấy, Mitsu. Con này thì tình trạng của nó là đổ xăng đổ luôn này. Đổ luôn nhá. Mà sang chế ga ngang này. Đấy, bây giờ cho xăng vào thì nó nổ luôn. Đấy. Thử xem là bú bơm chưa rách em cho xăng vào thì nó nổ luôn. Đấy, quá ok nhá. Đấy. Con này ngon lắm. Giống Mitsu thì nó bền rồi, thì bác biết rồi. Đấy. Mitsu tung rời luôn nhá. Con này là bác có thể gắn xịt thuốc ok luôn này. Đấy. Mitsu TL20 đấy, dòng này đắt tiền, không phải rẻ đâu. Dòng này dùng bền lắm. Con B20 nhá, B20. Con này là tính cho bác con này tính cho bác triệu bạc 950 đi. Đấy, 950 nhá. Thì bác cứ thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào, tổng về nhà 1050. Quá rẻ nhá. Đấy. Ok, tiếp theo đây. Yeah, tiếp theo em lên cho bác một con máy thuộc dòng cái con này là cái con Zubin nhá. Zubin này. Zubin hay là Janmi là nó đây này. Dòng này là Zubuji đứng nổ rất là đanh luôn. Đấy. Dòng này thì dùng rất bẩn, nó chế ga ngang con bờ dù đây. Đây, cái này nó bẩn đây này. Thế bác về vệ sinh thì nó sạch thôi. Janmi là nó đấy. Đây, tay lái zin nguyên bản nó đây này. Đấy, trên vẫn còn cái bát cước của Nhật kìa. Bác nào lấy thì là có cái con này là lấy con này là được cái bát cước đấy luôn. Thì em cũng chả tháo làm gì cả. Đấy, ok. Đây, hơi này. Hơi quá ngon. Đấy, mấy cái con này chế ra ngang thì dễ dọn nhá. Các bác phải dễ dọn.
Đấy, thì bao hơi bao điện cho bác về dễ nào. Con này thì tính cho bác B21 nhé. B21 thì con này tính cho B21 tính cho 750 thì bác về tự dọn thôi. Thì còn bác nào không biết dọn thì thêm 100 gai dọn cho là 850. 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, 9.5. Ok. Đây con máy xài ngon này. Tiếp theo đây. Đây tiếp theo thì nãy lên cho bác một con máy tiếp theo là một con máy thuộc dòng Echo xanh. Echo xanh. Đây. Con này nhìn đẹp quá này, Echo xanh. Con này bình xăng trắng tươi này. Đấy nhà máy vừa bãi vừa về chưa có vệ sinh gì đâu nhá. Đấy. Đây, con này 22 nhá. 22cc nòng như 32 ly. Cái này rửa lên nó đẹp lên này. Cái này nó bẩn thế này. Đấy, rửa lên là đẹp nhá. Gà bóp hẹ luôn. Đấy, ok nhá. Đấy, con này đẹp lắm, dòng Echo đời mới. Dây giật này. Ui, hơi chắc lịch luôn, dây giật trắng tinh. Đây. Mấy con này nó mới đổ xăng luôn hết. Mới lắm. Đây, gà bóp này. Mấy cái thằng này nó như mới mà. Đấy. Đấy. Mấy thằng này như mới ấy. Ok nhá. Đấy đổ xăng đổ luôn. Thì cái con này con AB22 nhá. B22 này. Con này thì là lủ ngon lành cho bác về sẵn là xài luôn thôi. B22. B22 tính cho bác con này mới 90% tính cho 850 được chưa? Thì bác cứ thêm cho 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện. Tổng về nhà 950. Ok chưa? Rồi tiếp theo này. Đây tiếp theo lại lên cho bác một con máy 4 thì nhá. Đây bác nào mà thích máy 4 thì hàng Nhật bãi lấy con này. Máy 4 thì. Hàng này là hàng Robin nhá. Robin này. Robin 2510 made in Japan đây này. Thấy không? Thì con này 4 thì máy con này là tình trạng của nó là các bác phải tự dọn nhé, bên em chưa có dọn đâu, chưa đổ xăng đổ xèo thì chưa động chạm hết. Đấy đây này, cái tum nhôm đẹp quá này. Nhưng mấy con này rửa đây là đẹp lắm đây này, nhìn nó au luôn. Nệm cao su êm này, tay lái cũng đẹp luôn, ốc này. Đấy, đẹp lắm. Thì con này thì các bác phải tự dọn thôi. Thì bên em cũng chưa có đụng chạm gì đâu. Đây này. Hơi quá ngon. Đấy. Hơi quá ngon này, dây giật còn trắng này. Đấy. Đấy. Dọn nhá. Rồi. Con này là con B23. B23 các bác 4 thì đây này, lốc máy nó nguyên nhìn sáng này. Chưa đụng chạm gì đâu nhá. B23. Con này em tính cho bác 1 triệu tính cho con này 1 triệu 1.3 nhá. Con tính cho 1.3 các bác về tự dọn. Thì bác nào không biết dọn thì cứ thêm 100k bên em dọn ngon lành cho. Là 1.4, 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện. Tổng về nhà là 1.5 triệu. Đấy, thế thôi. Đó, ok. Tiếp theo. Tiếp theo em lên cho bác một con máy thuộc cái dòng gọi là ZUB nhá. Con ZUB này nhìn đẹp quá này. ZUB 2350. ZUB. Đấy, con này bình xăng bình xước nhìn trắng này. Đấy, bao luôn. Đấy, đây tay lái tay điếc nhìn đẹp luôn. Đây. Đấy. Cái này nói chung là dòng này thì bao giờ nó mới chát luôn. Thế về thay vú bơm thì chạy dòng này thì nó mới lắm. Đấy, hay là zin nguyên bản đây. Đấy, hơi thì quá ok luôn. Đây. Ui giời ơi, trắng tinh. Hơi quá tạm mà. Dòng này thì bao giờ nó mới. Thì còn chung các bác về dễ làm nhá. Đấy. Còn B24. B24, con này đẹp đấy. B24. Con này tính cho 800k để tự dọn. Thế còn bác nào không biết dọn thêm 100k bên em dọn cho. Là 900k, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Tổng bên nhà là 1 triệu. Đấy, là ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác cái con này nó là cái con máy thuộc dòng dòng rất là nổi tiếng rồi, còn dòng Mazu. Mazu 26cc nòng 34. Con này nhìn đẹp quá này. Bình xăng mình chiếc này. Đấy, áo nhìn đẹp luôn, không có bể vỡ tí gì luôn. Đấy. Này tùm tiếc nhìn trắng phau này. Chưa dọn đâu, chưa dọn đâu.
gà bóc hẹ luôn. Đấy. Con này chưa dọn rửa gì đâu, bóc hẹ tự dọn thôi. Con này vì vú bơm bị rách này, vú bơm rách này. Để thay củ lọc xăng lọc xước đi là ok. Hơi này. Ui giời ơi, hơi dã man luôn. Hơi quá dã man. Này, hơi ngon thế nhỉ? Từ giờ trắng tinh. Đấy. Con này đẹp đấy. Con B25. B25. Con này em tính cho bác, con này 1.350.000 nhá, 1.350. Đấy thì bác nào mà không biết dọn thì cứ thêm 100k bên em dọn cho. Là 1.450, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà là 1.550. Đấy, còn không thì mình tự dọn. Thay cục lọc dây xăng thì nó nộp rồi. Ok, tiếp theo. B25, B26 đây. B26 lên cho bác con này nhá. Con này thì là một cái con thuộc cái dòng gọi là rất là nồi đồng cối đá luôn. Con này nó là con Robin. Robin NB232. Con này nòng 33 ly, khỏe cực kỳ luôn. Mà lại còn tum nhôm nhá. Đây này. Tum nhôm này. Đấy, nói chung con này thì bác về dọn rửa đi nó đẹp thôi. Đây này. Cái này đấy, dọn rửa đi là đẹp nhá. Đấy. Cái con này thì nó xài chế ngang ngang con bờ rổ nguyên bản. Nó về dễ dọn. Hơi này. Hơi thì quá dã man luôn. Hơi ngon nhá. Đấy, hơi tuyệt vời luôn. Con này nòng 33 ly nhá, các bác về dễ dọn nhá. À, dễ dọn dễ sạch. À khỏe, phải khỏe. Quên. Con B26. B26 này. Con này em tính cho bác con này tính cho 800k để tự dọn. Bác thêm cho em 50.000 phí ship nhầm. Bác nào không biết dọn thêm 100k. Bác nào thêm lấy thêm phụ kiện thêm 50 phí ship 50 nữa. Đấy nó ok nhá. Đấy tổng về nhà là triệu tròn. Đấy, ví dụ thế. Ok, tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác cái con này là một cái con máy lại là một con máy 4 thì nhưng mà nó là thuộc dòng Makita cơ. Đây, Makita 427 đây. Đấy, con này tình trạng của nó là nó bị thiếu cái này nha, về là thiếu cái này mai em bổ sung cho bác nhá. Đấy, con này Makita đẹp lắm này. Đây lái zin đây. Đấy. Trên đây, đây. Đấy, nó nhìn tổng thể máy rất đẹp nhá. Đấy. Cái con này thì bên em cũng chưa có đụng chạm gì đâu, chưa có dọn rửa gì cả. Con này thì vẫn còn bao hơi bao điện cho bác thôi. Đây này, hơi này. Con này giật nó nhẹ nhẹ nhỉ. Con này cũng để xem lại xem nó bị làm sao. Thế giật cảm giác nhẹ nhẹ. Đấy. Cảm giác nhẹ nhẹ nhá. Đấy. Ok này, tiếp tới đây này. Không thì bán xác cho bác thì không thì bác nào thích thì bán xác cho bác luôn. Thì giật nhẹ nhẹ này cũng chưa kiểm tra nó bị sao. Đấy, bình thường nếu mà ngon lành hơi cảm thấy chắc chắc là cũng triệu mấy bạc. Đấy. Nhưng mà con này bán hết xui cho bác đi. Bên em cũng chưa kiểm tra đâu nhá. Thì con này tính cho bác chưa kiểm tra gì đâu. Bán hết xui nhá. B27 đi. B27 bán hết xui luôn. Con này tính cho bác 800k. Đấy, bán hết xui bằng gà bán xác cho bác luôn. Đấy, nó cũng không bao bụng gì nhá, lưu ý. Và tiếp theo này. B28 này, B28 lên cho bác con này nhá. Con này thì là một cái con một dòng dùng rất là sướng luôn. Con này là con Shindewa 220. Đấy, 220. Con này là buji đứng nổ rất là đanh luôn. Đấy. Dòng này thì con này thì đây, 220, dòng này nổ siêu đanh luôn cho bác luôn. Đấy. Hơi quá tuyệt vời luôn. Hơi ngon nhá. Đấy. Hơi ok nhá. Đấy. Con B28. B28 cho bác về tự dọn nhá. Con này em tính cho bác 750. Đấy bác về tự dọn. Nếu còn bác nào không biết dọn cứ thêm 100k bên em dọn ngon này cho. Là 850, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng nhà 950. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhìn rất đẹp nhá. Con này nhìn đẹp luôn này. Mà nhìn nó niền nà. Đây. Con này nó là cái con tốp săn. Tốp săn 23cc, con này nòng như là 33 ly phải, chứ không nhầm. À 32 ly. Dòng này giống kiểu Kobatsu này. Đấy nó là tốp săn nha. Đấy. Con này nhìn rất niền nạc luôn. Nó nhìn bồ biết còn đen xì luôn. Đây. Mới lắm này, bồ đen xì luôn, thấy không? Mới cứng cựa luôn. Đấy. Thì con này là ga nó kiểu này nha, kiểu này không biết này, ga kiểu này này. Đấy nhìn nó tổng thể đẹp lắm. Đấy. Nhìn hơi thì quá ngon này.
Ui dây giật trắng tinh này. Đấy. Con này dây đứt dây gà, đứt dây này. Đấy, con đang về đổ xăng đổ luôn rồi. Về thay dây gà này. À, dây xăng, dây xước đi, cục lọc đi. Và đổ xăng đổ luôn thôi. Con này nhận đấy. Con này khỏe. Máy khỏe hẳn đấy. Nhìn tổng thể rất ok. B29 đấy. B29 các bác về tự dọn nha. Con này đẹp đấy, tính cho 850. 850.000. Thế còn bác nào không biết dọn cứ thêm 100 cái về em dọn cho. Là 950. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện này. Tổng 1.000 là triệu cho. À quên nhầm. 1.050.000. Rồi tiếp theo nhá. B30 này. 30 lên cho bác con này. Con này nó là con thuộc dòng rất là nổi tiếng luôn, đó là con Echo. Echo này Echo 209 nhá, lòng 32 ly. Và 2 ly con này nhìn rất liền lạc này, nhìn nước sơn đẹp này. Đấy, nhìn này. Đây. 209 luôn, đấy. Con này là sơn cần màu xanh luôn. Bên đấy bên Nhật nó sơn nha. Đấy không phải bên nhà. Đấy. Con này thì nhìn rất liền lạc, nhìn đẹp ấy. Liền lạc này. Đấy. Nhìn nước sơn nước xước đẹp không bị lổ. Hơi này. Ủa hơi dã man luôn. Hơi đấy. Con này đẹp ấy, hơi ngon. Nòng 32 ly nhá, đẹp. Con B30. B30 này đẹp. Con này tính cho 850 để bác về tự dọn. 850 về tự dọn. Còn bác nào không biết dọn thêm 100k mình dọn cho. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Con này để cho 800 đi. 800. Đấy ok. B30. B31 này. Đây B31 lên cho bác con này này. Con này chạy khỏe cực kỳ. Mà dòng này dùng rất là sướng luôn. Con này nó còn. Con này nó là cái con tốp săn. Tốp săn 261. Con này nòng 34 ly. Nòng 34 ly. Dòng này là chạy giống kiểu chế máy cưa. Chạy sướng lắm. Bốc cực kỳ luôn. Bốc lắm. Đó. Con này chạy thôi rồi. Mà cái đồ thằng này nó dày lắm. Đồ dày cực kỳ luôn. Cầm con máy lặng chỉ trịch luôn. Chứ không phải nhẹ đâu nhé. Lưu ý. Vì nó là dòng vùng ngon mà. Này, người tôi bô này. Gà bóp hệ này. Đấy. Dòng này đồ nó dày lắm. Nó 34 ly. Con này thì thôi nó bền còn hơn cả mà. Bền, siêu bền luôn. Đấy. Hơi. Hơi dã man luôn. Hơi ngon nhá. Báo về bao điện cho bác. Về tự dọn con này. Nòng 34 ly. Con là B31. B31 này. Con này em tính cho bác con này tính cho 1.000.000 bạc. Con này đẹp. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship. À, bác nào không biết dọn thêm 100k thì em dọn ngon này cho. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện nữa mà. Là tổng là nhà 1.200.000. Ba gì? B32 này. 32 lên cho bác con này nhá. Cái con này thì là cái con thuộc cái dòng rất là nổi tiếng rồi thì bác biết rồi. Con này là con Robin. Robin 20cc nòng 30 ly. 30 ly. Robin. Dòng này thì chạy bốc máy, bác biết rồi, buji đứng này. Đó. Chế ngang, dễ dọn. Đấy, tay lái cả đầu bò zin kìa. Đấy, đầu bò đâu biết zin. Hơi rất ngon luôn. Hơi ngon đấy. Cái con này chụp giật nó về nó bác sỏi giỏi giờ B7 và nó ok nhá, tự nó thu vào. Còn nó hơi ngon đấy, áo hơi bao điện nhá. 20cc. Đấy, mai thêm bác thêm cái tay lái nữa là ok. Đấy. Thì con này là con B32. Con này tính cho 750 nhá. 750 về tự dọn. Còn bác nào không biết dọn thì thêm 100k mình dọn cho. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện là ok. B33 này. B33 lên cho bác con này nhá. Con này thì là cái con thuộc dòng rất là nổi tiếng thì bác biết rồi. Con này là con Echo. Echo này Echo 253 bình xăng trên. Đấy, nhiều vùng là các bác rất chuộng cái loại bình xăng trên mà dòng Echo này. Đấy, nhiều nơi họ rất chuộng nên giá nó rất là cao nhá. Đấy. Đấy, rất là cao luôn. Đây. Đây này, Echo 251 250F này. Con này nhìn đẹp lắm, dây xăng nhìn còn đỏ ầu này. Nóc máy nhìn sáng choang. Đấy, nhìn sáng lắm. Đẹp. Dòng này thì bền rồi, biết rồi. Xăng trên bền lắm. Rồi nhìn nóc máy sáng choang. Đấy, con này đẹp nhá. Đấy. Hơi thì cần xoay luôn. Đấy 253 lòng 33 ly khỏe. Hơi dã man luôn. Ui giời hơi dã man. Hơi này bắt chết sao được. Hơi ngon lắm. Đấy. Con này là con B33. B33 con này đẹp đấy. B33.
B33 P phở nhá, 33. Con này tính cho bác 950, các bác phải tự dọn 950. Đấy, B33. Rồi B34 này. B34 em lên cho bác cái con này, cho bác về tự dọn luôn này. Con này nó là cái con thuộc dòng, nó ghi là Mazuyama, mà máy bản chất của nó là máy Mitsubishi T140. Công suất là 324cc, nòng của nó là 32 ly, tung dời luôn nhá. Đây, tung dời luôn này. Đấy, đây 24 đây này. Đấy. Tung dời là đầu này bắt thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn. Đấy. Trên vẫn còn cái bát cước cho bác kìa, bát cước Nhật bãi. Đấy, bác nào mua con này thì được luôn anh em nhá. Vỏ hơi có dập chỗ này một tí, không sao nhá, không ảnh hưởng gì lắm. Đấy. Thế còn đằng này thì không bị dập. Ok. Đấy, hơi thì được. Hơi ngon đấy, hơi giật trắng. Đấy. Hơi ngon nhá. Đấy. Còn B34 này. B phở nhá, 34. Con này tính cho bác là, tính cho bác con này 900k, thì bác về tự dọn nhá. Đấy, 900k. Rồi. Thì tiếp theo này. B35 này, con cuối cùng này. 35 là con máy này, là một cái con máy thuộc dòng rất là nổi tiếng, bác biết rồi này. Con này con Echo 253. 253. Bình xăng dưới luôn, bình xăng dưới. Đấy, con này chế bú bơm to này, chế này bác có thể hoàn toàn để dọn ok luôn. Đấy, mai lắp thêm cho bác cái này nhá. Thằng này là ok. Đấy. 253 con này mà tiền đẹp luôn. 256 luôn chứ không phải 253. Quá VIP 256 đi. 256 đời cao nhá. Đấy, đời cao. Cần đẹp luôn. Đấy, nhìn đẹp lắm. Con này hơi dã man rồi, hơi. Ui giời ơi, hơi. Hơi này thì có dã man. Rồi, con này quá ngon nhá. 256 luôn, không phải 25 mấy. Con này là con B35. B35 con này quá đẹp. 35. Con em tính cho bác 1 triệu bạc. Thì còn bác nào không biết dọn thì cứ thêm 100k em dọn cho. Là 1 triệu 1, 50.000 thì ship, 50.000 phụ kiện, tổng nhà 1 triệu 2. Đấy. Thì nên tạm cho bác 35 con nhá. Đấy, thì bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 nhá. Đấy, như số kể cả 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.